Chào cả nhà mình ha. Hôm nay Linh sẽ giới thiệu cho cả nhà mình một nền đất ở ngay tại xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Một nền đất nằm trên hiện trạng đường bê tông hiện hữu. Vị trí đất là nằm ở ngay xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Đất của chúng ta thì nó nằm từ vị trí ranh nhà đây quý chị, đi qua hướng chỗ cây cột điện của chúng ta và đi sâu vào đụng với lại nhà phía dưới. Diện tích thực tế của nó là 5 nhân cho 25 mét, tổng diện tích sổ là 125 mét nhé quý anh chị. Hiện trạng của nó thì đường bê tông này, hiện nay là đường bê tông này là hai ô tô tránh nhau tốt nhé quý anh chị. Và ở đây quý anh chị di chuyển đi thẳng hướng này, quý anh chị đi ra hướng trường Bảo Ngọc, trường mầm non Bảo Ngọc của quý anh chị khoảng tầm 250 mét là ra tới trường mầm non Bảo Ngọc, cũng như là ra tới đường tỉnh lộ chính nhé quý anh chị, lộ chính bên này. Và ở vị trí ở đây quý anh chị di chuyển về khu đô thị Cát Tường Phú Sinh, nó khoảng tầm 2 km. Quý anh chị ra tỉnh lộ chính, quý anh chị di chuyển về hướng phải đi ra hướng ủy ban xã Mỹ Hạnh Bắc, về trường học Mỹ Hạnh Bắc, về chợ Mỹ Hạnh Bắc khoảng tầm 3 km. Khu vực này thì hiện nay dân cư hiện hữu và đất quanh khu vực này người ta cũng đã chuyển thổ cư và phân lô cắt thửa hết rồi quý anh chị. Mật độ dân cư cũng như dân cư sống hiện hữu ở đây quý anh chị có thể xem toàn cảnh video nhé quý anh chị. Đây, nguyên cái dãy của chúng ta hiện nay dân ở hết rồi nè. Nguyên khu này nó khoảng tầm 60-70 căn ở phía trước quý anh chị đây. Dân người ta họ cũng về xây dựng và về ở rất là nhiều, dân cư rải rác hướng bên trong này quý anh chị. Đường này cũng là đường thông luôn nha quý anh chị, và rất là đông. Và vị trí này chủ hiện nay đang gửi bán lại cho Linh với giá là 1 tỷ tư quý anh chị, 1 tỷ tư. Và quý anh chị thiện chí thì chúng ta xem đất và có thể thương lượng lại giá với chủ nếu quý anh chị thiện chí nha quý anh chị. Đất của chúng ta từ hướng cái cục điện này, ha, xuống tới đụng tới cái nhà phía dưới và bên kia là giáp với ranh nhà luôn. Đất 5 x 25m đủ nha quý anh chị. Rất là cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị đã theo dõi video, và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.